Chào các bạn, mình đang ở cái quầy của LG và mình đang có trên tay cái chiếc điện thoại LG Spectrum. Đây thực chất không phải là một cái điện thoại mới mà nó là cái phiên bản cho nhà mạng Verizon, tức là mạng CDMA của LG, thay cho các bạn LG Nitro HD của các mạng GSM. Thì cái máy LG Spectrum này rất là lớn. Nó có màn hình 4,5 inch và độ phân giải là HD 1280x720, và nó sử dụng cái công nghệ mà LG gọi là True HD IPS nên hình ảnh rất là mịn. Nếu mà bạn thấy thì bạn sẽ hiểu tại sao họ gọi là True HD. Có thể LG họ muốn nhấn mạnh đến những cái hãng khác, một số hãng sử dụng cái màn hình cũng gọi là HD nhưng mà nó là AMOLED Pantone và nó không có đủ, nếu mà xét điểm ảnh thì nó không có đầy đủ điểm ảnh như là cái LG Spectrum sử dụng màn hình IPS LCD này. Nhìn tổng thể thì LG Spectrum khá là lớn và nó nhẹ, rất là nhẹ, mặc dù cho cái kích cỡ lớn như vậy nhưng mà Spectrum cực kỳ nhẹ. Máy hơi thô một xíu, không thật đẹp về thiết kế. Có lẽ LG chỉ muốn nhấn mạnh về tính năng thôi. Ở bên cạnh trái thì mình có hai phím tăng giảm âm lượng. Mặt đáy thì chúng ta có một cái lỗ, đó chính là lỗ micro. Ở bên cạnh phải không có gì cả. Đỉnh máy có nút nguồn và jack cắm micro USB. Camera 8 chấm nằm mặt sau, chúng ta có một cái đèn flash LED và logo LG. Và đặc biệt là bạn thấy là có mạng 4G LTE. Ở Mỹ đang bắt đầu phát triển cái công nghệ mạng này rất là nhiều. Có lẽ do sử dụng cái nhà mạng Verizon mà cái giao diện của LG nó cũng có một chút thay đổi. Nó chia ra làm nhiều cái thư mục khác nhau. Nó chia làm nội dung, ví dụ nội dung của Verizon hay là nội dung Media. Thì bình thường thì nó như thế này. Và bấm vào đâu thì nó sẽ mở cái đó lên. Máy này sử dụng vi xử lý Qualcomm 1.5GHz. Lỗi kép. Nhưng mà vẫn hơi dịch một xíu, khá là buồn. Có lẽ khi mà nâng cấp lên Android 4.0 thì tình trạng này sẽ được khắc phục. Rồi, cảm ơn các bạn.